giới thiệu với cả nhà, đây là cây hoa giấy sáp pháo sau khi mình dâm được vài tháng mình trồng lên chậu nhá. Và hoa hôm nay là những bông hoa đầu tiên, tuyệt đẹp luôn, màu hồng sáp pháo tươi phê ơi là phê luôn. Hôm nay mình xin đã giới thiệu với cả nhà là cây hoa giấy sáp pháo nhé. Cây hoa giấy sáp pháo này mình đã dâm được dâm cách đây khoảng 5-6 tháng thì đấy. Trước mình đã làm một cái video về dâm cái cành hoa giấy sáp pháo sống 100% ấy. Sau khi dâm thì mình lấy cái cành này mình trồng lên ban công chung cư. Đấy, và đến hôm nay nó đã phát triển như thế này rồi đây. Ở cái vị trí này là trồng trong ban công nhá, cho nên là nó cũng không phải trồng ngoài nắng. Và cây mình trồng cái chậu cũng rất là bé. Thế mà cây phát triển rất là khủng luôn. Tương lai mình sẽ so bò ra lên cái trên hiên ban công thế này. Đây là tím Huế nhá, tím Huế của mình đang rất là nhiều hoa. Đấy. Mình sẽ kết hợp để mà cho một cây sắc pháo. Sắc pháo thì hoa nó nhiều vào mùa hè và cánh nó tươi, to tươi đẹp, sai hoa nữa, dễ ra hoa, không như tím Huế. Chính vì thế cho nên là mình muốn trồng một cây tím, một bên là tím Huế, một bên là sắc pháo, một cây là sắc pháo, một cây tím Huế. Quay lại gần quá, quá đẹp luôn. Đấy. Những bông hoa đầu tiên các bạn. Hoa đầu tiên của nó đẹp miên man luôn, đầy cả các đầu cành này đều có nụ hết. Đây mình quay cái thân, cái gốc cành dâm của mình đây để các bạn nhận ra cái lúc mình dâm vườn nhá. Thấy chưa? Đây cái thân dâm. Hiện tại đây nó đã lên cao khoảng gần 2 mét rồi. Hoa giấy sắc pháo các bạn nhá, đẹp chưa? Thế là mình dâm cành sống 100% là sau 5 tháng thì dâm, sau khoảng 2 tháng thì nó mình đánh lên trồng ở trên chậu ở trên chung cư này, mức độ nó đẹp như thế. Cây này của mình thì mình sẽ chăm sóc đến sang năm. Sang năm mình sẽ, cuối năm mình sẽ quay video để các bạn xem cái sự phát triển của nó khác như thế nào nhé. Bây giờ nó đã được như kia rồi.
Thế cần vài tháng nữa là nó sẽ bò lên cái điểm trên kia. Mình cho cái bò này, xong bò bay ra này, lại bò bay như bên này. Đấy. Bây giờ hiện tại mình đang nuôi thân cho nên mình cho nó mọc tùm như này. Nuôi thân nuôi gốc dễ. Mấy bữa nữa mà khi mà nó đó có một cái hình thành một cái thân lên trên, bò lên trên này rồi thì mình sẽ vệ sinh bỏ hết những cái cành ở dưới này đi. Để cho nó tập trung nuôi cái thân phóng ấy. Chè ra ngoài, đấy, cái cành ra ngoài có hoa. Nhiều người ban công chung cư thì trồng rất nhiều các loại cây, nhưng với mình thì mình chỉ trồng mỗi hai cây hoa giấy hai bên, thế là đẹp. Không trồng nhiều các cái loại cây hoa linh tinh, bởi vì nó vừa không lên được, vừa ban công nó không được sạch sẽ. Ở đây ban công mình sạch sẽ, thoáng mát, tầm view rộng rãi, mình vẫn ra đây thì mình ngồi uống nước trà cà phê ngắm đô Hà Nội.
những bông hoa sắc pháo đầu tiên nhé. Bông hoa sắc pháo đầu tiên sau khi dâm cành. Đấy, đẹp chưa?